nào. Xuân tới rồi, xuân tới rồi, xuân bình an cho mọi người mọi nhà luôn. Hey, yo yo. Nhân dịp năm mới thì cả ekip cũng như là diễn viên của bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi xin gửi lời chúc đến tất cả quý khán giả có được một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc. Và đừng quên theo dõi bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi nhá. À mọi người ơi, bộ phim sẽ dừng phát sóng một tuần trong dịp Tết Nguyên Đán này. Và bộ phim sẽ được phát sóng trở lại vào ngày 11 tháng 2 tới. Mọi người nhớ đón xem nhá.